Chào anh em nha. Hôm nay mới về được hai con mái nha anh em. Thì một con là mái mài khuôn nha anh em, nó cũng là Makita. Và một con chà nhám nha anh em, chà nhám mini nha. Đó thì nó có túi bụi theo mái luôn nha anh em. Đó, chà nhám nha. Thì em bán bữa nay em bán một cặp này nha, một mài khuôn, một chà nhám nha. Thì em xin đọc cái mã mài khuôn trước nha. Thì mài khuôn là mã của nó là 906 nha. Điện là điện 100W nha. Công suất của nó là 240W nha. Nó dòng tua nó là 2.500 dòng trên 25.000 dòng trên phút nha anh em. Đó. Thì cái này là mũi, là mũi 6 ly nha anh em. Đó, mũi 6 ly nha, Makita nha. Rồi. Còn cái này là con chà nhám nha anh em, nó đế của nó rồi nha. Máy là hầu như hai cái này là máy mới là 95% luôn nha anh em. Đó, anh em mình thấy nha. Máy mới luôn nha. Đó. Máy như mới luôn nha. Không có chày xước gì ha. Đó. Cứ bụi rồi theo máy ha. Thì để em test máy con mài khuôn này trước cho anh em mình nha. Rồi một con chà nhám nha anh em. Đó, chà nhám thì công tắc ở trên nha. Quan tâm đến con chà nhám mini và con mài khuôn mũi 6 ly của Makita thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.